không? Rồi bây giờ chúng ta hãy dành cho 11 thí sinh một tràng pháo tay thật lớn chị Judy. Và bạn Thảo sẽ người đầu tiên, mời em bắt đầu. Rồi, 1 phải 1 thôi. Rồi, không sao đâu. Hai mươi mốt thôi bà. Ôi, bà đừng thêm luôn. Chị ơi, bà thả bà đứng lại đây đi. Chứ tôi biết bà thua rồi đó. 21 bà đứng lại đi cho đỡ tuổi. Rồi, người con gái có muốn giải tối nay. Rồi, mời em. Mà chết liền, cái câu cuối cùng là mà số mấy? 88, hai cái còng. Rồi 88 với người đồng ý không? Bà nói mình 88. Thôi bà chắc là hơi xe lửa vậy đó. Rồi đầu tiên 21, người con gái áo trắng dịch giải 88, liệu là bảo đỏ. Vỗ tay cho cô ấy lên tinh thần cái coi. Tự tin lên. Rồi. Năm mươi hai dành cho bạn áo đỏ. Siêu mẫu lên đây. Đó, ba cô gái, hai đánh một không chột cũng què nha. Lấy cái hơi cao của mình cái coi. Thí sinh này tên gì chị? 1, 2, 3, 4 Rồi đó. Mấy đứa làm màu dễ có kết quả lắm nha. Rồi 1, 2, 3 bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 46, 47. 44 mình phải 45 ha. Thì có 44 và 46. Nó phải cao là ngang ngược gì. Rồi đây, chàng trai bạo lực. Rồi, chị cho lo ghi số đi. Rồi, rồi. Đây, ok. Rồi 1, 2, 3 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Thấy không, 36, em nó nói 36 dành cho em. Trên không có đủ thừa, tại em bị dắt. Rồi bây giờ tính tới thời điểm giờ, con số cao nhất là 21 của bà đầu tiên của bà. Số nhỏ nhất là 88. Em đang hướng về số 88 nha. Mình xin lỗi bạn nha. Bạn Đồng ở đây ai nghe chết liền luôn. Chết liền luôn. Bây giờ cho cơ hội bạn đọc rõ ràng. Một lần nữa mời bạn nha. Nha. Ở đây không phải là một con người, bao nhiêu con người nha. Đọc rõ ràng nha. 53. Rồi các bạn ơi, hãy dành cho người phụ nữ tham gia cao nhất. Rồi, mời chị. Rồi, đây, đây. Hãy đợi cô ấy. 52, 52, dạ. Thế nào 52 cũng có giải. Chỉ có 21 là không có giải thôi. Rồi chúng ta hãy hướng về anh ấy nha. Rồi không nhớ nha, đọc rõ số nha. Rồi đọc rõ nha. 53. Rồi rồi bây giờ chúng ta còn hai thí sinh nhỏ tuổi nhất. À rồi, mời bạn. Rồi, không, ở đây thôi. Đó, cứ vậy không đó. Cuối cùng là 18 cho bà coi. Các bạn nữ ơi, hãy dành cho lực sĩ tôi một tràng pháo tay được không ạ?
Thôi không nói nhiều quá. Action. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 giờ xì tới coi. Tôi nói có sai đâu. Tôi nói có sai đâu. Chỉ gần lại 10 năm giờ xì là mới có 10 năm. Bà con hối lỗi, bà con có lỗi. Tưởng là 21, anh giờ đâu 15. Rồi em đại diện bên đội bên ngoài anh có kết quả rồi mà. Rồi hai đứa nào đây? Con gái Hồng lại lên. Bây giờ tham gia người lớn nhất là có cô đây, người nhỏ nhất có hai bé đây. Chúng ta hãy lên tinh thần cho bé một tràng pháo tay nha. Rồi. Chúng ta thấy được tương lai của con rồi. Đừng chọn ngành nghề gì hết. Con cứ chọn phòng cháy chữa cháy là con vô thẳng luôn. Chọn con tốt quá. Trời ơi, con rất là tốt. Đây, hot man. The hot of the children. The hot of the children today. Ok, yên lặng đọc đi con. Rồi, chuẩn bị chưa? Bé quá tự tin. Một tràng pháo tay cho người cuối cùng. Rồi, sau đó thì hội ý lại chúng ta sẽ có kết quả luôn. Rồi đi con.